xong rồi nhá. Sau khi đã có cái thiết bị di động, anh chị đã cài được cái la bàn này vào. Nếu anh chị có la bàn này thì dùng, còn không có la bàn thì mình lại dùng cái la bàn nào ạ? À? La bàn này cũng được à. Đo độ xong bắt đầu so. Đo độ xong bắt đầu cầm cái này rồi đặt vào giữa nhà để tính phương hướng là xong. Đo độ rồi cần cái bảng này cũng được. Được chưa? Và chúng ta sẽ xử lý bằng cái điện thoại di động thì cách đo như sau. Anh chị sử dụng thiết bị di động đó thì nó bị nhiễm từ trường. Nên anh chị cần phải lắc 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 để cho nó hết nhiễm từ. Sau khi hết nhiễm từ xong, anh chị đặt cái thiết bị di động nó quay về cái phần đuôi là phần này này, phần cái chữ này, quay về cái phần tọa của nhà. Đặt theo cái phần tọa của nhà như này thì trên cái la bàn này đặt tại vị trí này tôi cũng ghi được là tọa thìn 115 độ và hướng tuất 249 độ, 294 độ. Về cơ bản là lần như nhau. Nó chỉ tôi đã đi hiệu chỉnh, nó chỉ lệch nhau khoảng 1 2 độ thôi. Về cơ bản là tương đối chính xác so với cả cái la bàn đo ở kia, nên anh chị yên tâm. Cách đo thì mình đi ra khỏi cái thiết bị đo, ví dụ cái nhà của chúng ta là cái khối này chẳng hạn, thì chúng ta không có đứng ở giữa nhà chúng ta đo bao giờ cả, mà chúng ta đứng hẳn ra như thế này và đứng tại vị trí này, tôi vẫn đo là tọa thìn 115 độ và hướng tuất 294 độ. Dạ. Để cái điện thoại, để cái phần phần có cái nút bấm này này. Cái tọa hướng ra ngoài chứ. Để mình tại sao mình lại phải đứng như này, để mình căn cho cái mép này có thể song song với mép gạch được. Mình đang quay mặt về tọa để mình đo và gọi cái phần đằng sau là hướng. Hiểu chưa? Bởi vì mình đang đo hướng của cái nhà. Cái câu đó rất quan trọng. Tôi đang đo hướng của cái nhà, còn tôi hướng về đâu mặc kệ tôi. Tôi đứng thế này cũng được mà. Tôi đứng thế này cũng được mà. Nhưng mà đứng như thế này nó không tiện cho cái việc căn. Tôi đứng như này thì nó căn phẳng thì dễ căn hơn. Nhiều mắt lại bắt được căn, căn được cay. Nên ra mình sẽ dùng cái này để mình đo hướng nhà cũng có thể tương đối chính xác. Và lưu ý khi đo, đo ở nhiều vị trí khác nhau để đưa về một phương hướng cụ thể và chính xác. Đồng ý chưa? Rõ chưa? Đã biết cách đo chưa? Rồi, ai hỏi gì về cách đo hướng nhà không? Không, chị toàn không đo được thôi. Dạ. Đặt nút tròn tròn hướng ra ngoài. Đúng rồi, quay ngược cái điện thoại lại bởi vì mình đang quay mặt về hướng mà. Thì mình phải lấy cái này làm hướng, cái đầu điện thoại làm hướng chứ. Thì sao lại lấy cái đuôi điện thoại làm hướng được? Nên mình đang quay ngược như này thì người ta sẽ trên cái đấy nó sẽ ghi là tọa gì hướng gì luôn. Thì quay cái phần nút bấm ra phía đằng sau nhà. Hiểu không ạ? Quay cái phần có tai nghe lên phần vào phần bụng và phần phía trước nhà. Vâng. Tẹo nữa, anh đây là đang đo hướng mà. Tẹo nữa lại còn tại vì anh chưa tìm tâm tìm cực đang đo đã. Bây giờ cầm cái la bàn đo cho nó vững đã. Đúng không ạ? Khi đo được rồi thì bắt đầu mới tâm cực phương hướng độ vị tọa. Hiểu chưa? Cái nhà này lúc ấy đo ở đây là 294 độ. Theo hướng này này thì là 294 độ. Ở đấy đo không chuẩn được bởi vì là có ghế sắt. Dạ. Chung cư thì muốn đo chung cư vừa nói rồi, ra hẳn ngoài cái chung cư đấy để đo. Anh nhưng mà cái chung cư của mình nó có rất là nhiều phòng, rất là nhiều mình căn. Ra hẳn ngoài cái chung cư để đo thì cái chung cư nó luôn luôn có những hướng vuông góc với nhau theo trục. Rồi mình lấy cái hướng đó mình đặt thẳng vào cái tòa nhà đó thì mình sẽ biết cái hướng căn hộ của mình hướng gì. Hiểu không ạ? À? Chưa hiểu thì cái mặt ngữ. Đây nhá, đây là cái tòa chung cư của mình đang ở đúng không? Chỗ này là cái thang máy nhá. Chỗ này nó có chia thành các phòng nhảy, ví dụ như thế này nhá, hành lang nhảy nhá, chia thành các phòng nhảy, ví dụ đúng không? Kể cả chỗ này chia thành các phòng như thế này đúng không? Thì ví dụ chúng ta đang đo hướng cái căn phòng này của chúng ta chẳng hạn. Được chưa? Thì tôi để cái la bàn của tôi ở chỗ này thì đo đi. Cái la bàn tôi đo ở chỗ này đi. Tôi đo được chỗ này là nam. Đúng không ạ? Thì suy ra rằng cái chung cư này có hướng là bắc.
Hiểu không ạ? À? Bởi vì mình đo ở bên ngoài thì mình mới đưa vào đây, chứ mình cầm cái la bàn tơn tơn ở đây mình đo làm sao được? Mình phải ra ngoài nó rồi mình tính theo cái trục vuông góc với cả cái nhà. Thì lúc tôi căn đấy là tôi căn song song với cái mép này của tòa nhà, hoặc tôi căn song song với cả cái mép này của tòa nhà, để tôi biết được rằng là chính xác của nhà chung cư đấy của tôi là bao nhiêu độ. Rõ không? Có hiểu không? Nhìn cái mặt vẫn không hiểu lắm. Chắc là tại tôi vẽ xấu ấy mà. À, không hiểu à? Cái này, cái hướng đối với cả cái nhà đó hướng với vũ trụ nó có đổi không ạ? À? Không bao giờ đổi. Cái kim chỉ nam có bao giờ đổi hướng không ạ? À? Không bao giờ đổi hướng. Ví dụ cái chung cư nó như thế này nhá. Đây này. Thì ví dụ ở chỗ này là vị trí của cái thang máy này. Thang máy này. Thì chỗ này tôi có một cái căn hộ ở chỗ này. Ví dụ cái căn hộ ở chỗ này chẳng hạn. Được chưa? Vậy tôi đo ở đâu? Cái hướng này thì tôi đo ở chỗ này. Là ra hẳn ngoài cái tòa đó. Để tôi đo. Thế đứng trên đây, tôi đứng đây làm sao mà tôi đo được? Vì nó nhiễm từ quá, vì nó nhiều sắt thép quá. Tôi đứng hẳn ra ngoài cái tòa nhà đấy để tôi đo. Và sau khi mà tôi đo được cái này xong á, thì người ta sẽ xác định được cái phương hướng của cái vị trí này. Được chưa? May quá lại có cái bạn mang phao ở đây. À, thì Huệ quy chiếu à? Có nhìn cái chung cư đây không? Thấy không? Nhìn chả hiểu gì. Chung cư ấy, thì tôi đứng ở chỗ này tôi đo, tôi có biết là hướng la bàn là hướng gì không? Biết chứ, mình đứng như này mình đo chỗ này mà là hướng nam á, thì đây nó sẽ là đông. Ờ, tôi cứ vở ra mà xem. Được chưa? Người ta gọi cái hướng đấy là hướng chung cư, đây là cách đo. Sau khi mà đo xong thì cái kỹ thuật đầu tiên chúng ta phải cần phải nắm được đó là tính về cục. Thế nào gọi là cục? Thế nào được gọi là cục? Cục là cái gì? Cục thì gồm có đại cục, có trung cục và có tiểu cục. Đúng không ạ? Đại cục, trung cục và tiểu cục. Đại cục là cái phần lớn, trung cục là phần vừa vừa và tiểu cục là phần nhỏ. Đối với một ngôi dương cơ như của chúng ta ấy, thì đơn giản đại cục là tính cái môi trường xung quanh căn nhà của anh chị gọi là đại cục. Tổng thể của cái nhà thì gọi là trung cục. Và vị trí trung cục thường được ấn định là vị trí của tổng thể cả cái nhà, bỏ đi toàn bộ phần tường bao hoặc là vị trí của phòng khách. Và cái vị trí tiểu cục là các phòng ngủ hoặc các phòng chức năng cho căn nhà đó thì gọi là tiểu cục. Hiểu khái niệm về cục chưa? Chúng ta sẽ có đại cục là cái môi trường xung quanh căn nhà đó. Ví dụ, tôi có một cái căn nhà như thế này, đây là cái mảnh đất của tôi. Đúng không ạ? Mở cái cổng vào chỗ này. Và chỗ này nó có một căn nhà. Và trong căn nhà này nó có một cái phòng. Rồi, nó như thế này. Cái môi trường xung quanh toàn bộ căn nhà này. Ví dụ chỗ này có cái nhà cao, chỗ này có đường nước, chỗ này có ngọn núi, chỗ này có con sông, chỗ này khe suối, chỗ này nó có ngọn núi kiểu gì đó. Thì cái phần màu đỏ này người ta gọi xung quanh toàn bộ cái thửa đất này của tôi, người ta gọi chung là cái đại cục. Rõ chưa ạ? Sau đó cái trung cục là cái vị trí của cái thửa đất này của tôi này, bao gồm cả căn nhà. Bao gồm cả căn nhà. Còn cái tiểu cục là từng cái chức năng một trong căn nhà đó, từng cái phòng ốc một trong căn nhà đó. Gọi là tiểu cục, hay gọi là mà cái cục diện nhỏ. Người ta gọi đấy là cục. Sau khi mà đến từ cục xong thì đến gì ạ? À? Đến phương. Đến phương. Từ cục xong đến phương. Phương, phương thì chỉ cái phương hướng mà cái đấy tọa về. Ví dụ, đứng trước cửa ra vào của cái nhà này. Đúng không ạ? Đây thì tôi đặt la bàn tại đây. Nhìn về vị trí phương Tây Bắc. Ví dụ Tây Bắc ở chỗ này.
Có, Tây Bắc này. Nhìn về phương Tây Bắc xem có cái nhà nào cao không. Anh hiểu không? Muốn chỉ cái phương hướng là cố định hay là di động à? Cố định đúng không ạ? Dù bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra, cái la bàn anh chị, nhà anh chị có hướng gì đi chăng nữa thì cái phương đấy là cố định. Kể cả cái nhà của mình có hướng là thế này đi chăng nữa thì cái phương này nó vẫn cứ là phương Tây Bắc chứ không thể là phương khác được. Bởi vì nó theo lực từ trường của trái đất. Rõ chưa? Rồi, nếu như mà cái này gọi là phương, ví dụ như nhìn thẳng về phía đằng sau này tôi gọi là phương Nam. Gọi là phương Nam, bởi vì là Tây mà là Tây Bắc thì đây sẽ là Nam, và phương này nó là phương Đông của căn nhà. Và tôi khi mà hỏi cái này thì sẽ nói rằng là khi đứng ở đại môn, tức là đứng ở cửa chính, hay khi đứng ở khí cầu, tức là đứng ở vị trí của cổng, nhìn về phía bên tay trái trách khoảng 22 độ, có nhìn thấy cái đường to, hoặc có cái nhà nào nó xấu hoặc đang lởm chởm, hoặc có cái góc nhọn nó chọc vào nhà mình hay không, thì câu hỏi đấy được nói rằng là cái phương đính tính tính từ cái vị trí do danh ấy, là vị trí của cái đại môn á hoặc vị trí của cổng, nhìn theo cái phương đó và cầm la bàn trước mặt và nhìn về cái phương đó xem có thấy không, gọi là phương. Hiểu ra là phương chưa ạ? Hiểu rồi chưa ạ? Rồi, hết cục phương rồi đến hướng. Đúng không ạ? Hướng là hướng của đối tượng quay về thì gọi là hướng. Hướng bước ra ngoài đường cái là đường gọi là hướng. Ví dụ như cái nhà như thế này chẳng hạn thì người ta sẽ có phần phần này được gọi là hướng. Nếu như cái nhà mà cái đường nó mà chéo như thế này chẳng hạn thì cái phần này được gọi là tọa. Nếu như cái nhà mà chéo như thế này chẳng hạn mà nó thì phần này được gọi là hướng và phần này được gọi là tọa. Về cơ bản thì là như thế. Về cơ bản thì là như thế. Anh chị hiểu cái nhà chéo không ạ? Phần này hơi khó hiểu một tí rồi đúng không ạ? Đây là cái nhà của chúng ta nhá. Ví dụ cái nhà nó vuông góc thì nó là cái gì? Đúng không ạ? Cái nhà nó mà vuông á như thế này chẳng hạn nhá, thì phần này là phần bước ra ngoài đường cái á, bước ra đường để đi ý, người ta gọi phần này là hướng, và cái phần sau lưng của hướng là cái chỗ người ta dựa vào thì gọi đấy là tọa. Tọa tức là tựa, giống như cái khi mà nằm ở dưới nằm ấy, cốt nằm đây này, họ gập đây này, thì cái phần này gọi là phần tựa, thì cái phần đó gọi là tọa, hoặc là cái giường ngủ của anh chị nằm như thế này thì cái phần này gọi là phần tựa thì gọi phần đấy là phần tọa. Hiểu chưa? Cái bàn thờ đang được tựa tọa vào đâu thì gọi phần đấy là phần tọa. Còn cái hướng là cái phương nó quay về thì gọi là hướng. Nếu như mà cái nhà này mà nó mà chéo thế này, đúng không ạ? Thì cái chỗ này được gọi là hướng. Còn chỗ này thì vẫn gọi là tọa. Hướng với tọa không nhất thiết nó phải song song với nhau. Cứ vào đâu thì đấy là hướng. Cứ vào đâu thì nó là đấy là tọa. Rõ chưa? Và đấy là hướng và tọa. Sau khi tìm được hướng với tọa xong thì người ta tìm tâm. Tâm của cái nhà là gì? Tâm hay trọng tâm. Tâm hay là bằng trọng tâm. Tức là vị trí của cái nhà căn cứ vào trọng tâm. Thì trọng tâm thì theo cái quan điểm ấy thì người ta sử trọng tâm đấy người ta sử dụng là cái quan điểm của cái ta gọi là gì nhỉ? Trọng tâm của căn nhà giống như trọng tâm của tam giác là giao điểm của hai đường trung tuyến. Hai đường là đủ đúng không ạ? Không cần đến ba. Trọng tâm của hình chữ nhật lồi hay gọi là hình chữ nhật thì người ta lấy giao điểm của hai đường chéo. Trọng tâm của hình thang hay là trọng tâm cái hình người ta lấy cái phương pháp là lấy trọng tâm. Thì ở đối với cái nhà có hình khối vuông ấy thì giao điểm hai đường chéo thì được gọi là tâm. Nếu như cái nhà mà nó mà tam giác xuống như thế này chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cái phần phần thừa ra chỗ này này thì cắt bớt thì cũng gọi là tâm. Ví dụ như chẳng hạn cái nhà nó như thế này, thụt xuống như này, khuyết mất miếng như này. Ví dụ một cái nhà như này, bây giờ xác định tâm của nó thì xác định kiểu gì thì người ta mới lấy cái phần cắt bỏ,
cắt bỏ phần thừa đúng không ạ? Rồi người ta mới lấy cái phần này để lấy đây làm tâm. Đấy gọi là tâm nhà. Nếu như đối với cả cái nhà có hình thù nó kỳ quái, cái nhà hình thù kỳ quái, ví dụ như thế này hạn, thì xác định tâm của nó kiểu gì thì tốt nhất được kỳ quái quá thì không ở. Còn nếu bắt buộc phải xác định tâm á, thì người ta sẽ cắt một cái miếng bìa giống như cái hình ngôi nhà này. Bởi vì hoặc là người ta sẽ bù khuyết theo cách tượng trưng ấy. Bù khuyết tượng trưng lấy vuông rồi lấy giao điểm hai đường chéo. Đồng ý không ạ? Cách thứ ba là cắt một cái hình giống cái ngôi nhà như vậy, đục một cái lỗ chỗ này. Đúng không ạ? Treo lúc lắc nhảy theo xem cái đường chéo nó chạy qua đâu. Rồi đục tiếp một cái lỗ bên này nữa, rồi xem cái đường chéo nó vạch qua đâu. Thì giao điểm của hai cái đường chéo qua hai cái điểm đục lỗ căn cứ vào cái lực từ trường hút xuống thì đấy là trọng tâm. Đúng không ạ? Nhà trên L thì bù cái khuyết đó. Nếu như mà tính trung cục thì bù khuyết, còn tính tiểu cục thì cắt các phòng ra. Hoặc là lập huyền qua, hoặc là lập tường vách cửa giả để cắt các phòng ra, không cho nó lờ nữa, để cho nó vuông vức, vuông vắn. Chữ L nó giống như cái nhà tôi vừa vẽ mà. Bây giờ có một cái nhà là như thế này. Ấy, tôi đọc là không sao. Cái nhà là như thế này. Đúng không? Xong rồi anh chị bắt đầu có một cái sảnh đua ra chỗ này. Mở cửa chính vào đây. Sau đây mở thêm cái cửa nữa vào đây và cửa bếp. Ví dụ như này chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì một cái nhà như này nếu tính tâm của ngôi nhà thì người ta vẫn tìm cách là bỏ bớt phần thừa rồi lấy giao điểm của hai đường chéo. Được chưa? Còn nếu không, người ta có thể ngăn được cục, người ta ngăn được cục của cái nhà này ra bằng một vách ngăn ở giữa chỗ này á, thì sẽ tính cái nhà này theo hai tâm. Tùy vào việc gì đó thì người ta sử dụng tâm nào thì người ta sử dụng. Tính cái gì thì dùng tâm đó. Nắm được chưa? Dạ. Thế như thế này khác với nhau đâu? Tính theo cái nhà, không tính theo cái thửa đất. Dạ. Đất hình vuông, cái nhà chữ U thì người ta tính xem từng phần của cái nhà một thế như thế nào. Người ta không tính cả cái nhà mà sẽ chia thành từng cục nhỏ cho cái nhà đấy một. Nghe chia thành, tốt nhất là vẽ. Đúng không ạ? Ví dụ như cái nhà mà nó thế này, ý cô là thế này đúng không? Đất thì vuông, cái nhà thì làm thế này à? Thì ngược lại xuôi cũng vẫn thế. Đúng không ạ? Tức là thế này đúng không ạ? Thì cái cửa đây là cửa ra vào đúng không ạ? Đúng không ạ? Đây một cửa nữa đúng không ạ? Hoặc đây một cửa nữa đúng không ạ? Đúng không? Không thì không có hai cửa này luôn. Có mỗi cửa lớn đây đang làm thòi hai bên này ra. Chữ U mà. Thế U nào chả thế? Thì U nào chả như U nào, U cắm lên hay cắm xuống thì khác gì nhau? Ờ thì thế này vậy, khổ. Thế này vậy. Thì thế này với thế này khác gì nhau đâu mà. Đúng không ạ? Thì nếu như mà mở cái đại môn tại đây thì hỏi là tính tâm như thế nào? Đúng không ạ? Nếu như mở cái đại môn tại đây thì cái nhà này người ta gọi là khuyết bất phương này. Khi tính đại môn thì người ta mới cắt ra như thế này ạ. Được chưa? Rồi, sau khi xác định được tâm thì mới có tính được vị. Ghi ạ? Sau khi xác định được tâm thì tính được vị. Vị phải so với cái gì mới gọi là vị chứ? Vị phải so với cái gì? Vị so với tâm hay vị so với cái gì thì gọi là vị? Vị thì gọi là so với tâm thì gọi là vị.
So với tâm thì gọi là vị. Tại vị trí chỗ này so với cả tâm thì gọi là vị. Ví dụ chỗ này là hướng Nam, đây là Bắc, đây là Đông, đây là Tây. Thì vị trí này của nhà gọi là vị trí Đông Bắc của nhà. Hiểu không ạ? Cái vị trí này gọi là cái nhà này khuyết phương Bắc. Đúng không ạ? Nếu như mà vị trí này gọi là vị trí Tây Nam của nhà. Đồng ý không ạ? Vị trí này là vị trí Đông Nam của nhà. Vị là phải vị so với tâm. Cái tâm đấy là tâm của đại cục, hay tâm của trung cục, hay tâm của tiểu cục. Được chưa? Mình giả sử như mình đặt cái này cho đại cục thì mình tính tâm của đại cục. Đặt cái này cho tiểu cục thì tính tâm của tiểu cục. Ví dụ anh chị đặt cái ban thờ thần tài ở trong nhà chẳng hạn, thì anh sẽ lấy tâm của phòng khách để anh đặt cái ban thờ thần tài. Nhưng khi anh chị đặt cái két sắt chẳng hạn, là anh sẽ lấy tâm của cái két sắt để đặt cho cái vị trí két sắt. Nhưng khi anh chị đặt cái phòng học cho con chẳng hạn, là anh sẽ phải lấy tâm cái nhà để người ta xem cái phương vị văn xương của tuổi nó nằm ở cái phòng ốc nào, để người ta đặt cái phòng đó làm phòng học rồi mới đặt cái bàn trong phòng đó. Ví dụ như vậy, tẹo nữa sẽ được biết cái cách đó làm thế nào mà. Bây giờ mình phải xét được, xác định là thế nào được gọi là vị đã. Vị, muốn tính được vị là vị trí so với tâm. Nhiều người người ta tưởng nhầm rằng như thế này. Anh chị tưởng nhầm là như thế này. Có một cái nhà như thế này. Mở cửa tại chỗ này. Và cái nhà này là nhà hướng Nam. Đây là Bắc. Đây là Đông. Đây là Tây. Đây là Bắc, đây là Đông, Tây. Thì người ta nói rằng cái nhà này là nhà hướng Nam. Tọa Bắc hướng Nam có tâm này. Tâm này. Được đây tâm đây chưa? Có cửa mở ở vị trí phía Tây Nam của nhà. Cái nhà này tọa Bắc hướng Nam, có cửa mở ở vị trí phía Tây Nam của nhà. Chứ không bao giờ người ta nói rằng là cái nhà này hướng Tây Nam cả. Rõ chưa? Bởi vì có phải là hướng Tây Nam đâu. Đây bước đây cơ mà. Chứ bước chéo này làm sao? Cửa ra vào ở cái nhà này gọi là nhà hướng Nam. Cửa chính mở ở vị trí phía Tây Nam của nhà. Chứ không được gọi cái nhà này là nhà hướng Tây Nam. Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ. Mình hiểu rõ cái này không, mình lúc nó lại nhầm. Dạ. Vâng. Không, nghe tình hướng cho từng căn hộ. Tình hướng cho từng căn nhà một, cái kia là khí khẩu, nó là cổng. Còn đây là cửa của nhà, nó khác. Cái ý anh là chỗ này nó có chia thành nhiều căn hộ nhỏ nữa, rồi nó có một cái cổng chung ở chỗ này đúng không? Đó, cái tình hướng của từng căn nhà. Tình hướng của từng căn nhà, chứ không tình hướng của cả tổng thể. Và người ta gọi cái này là vị, tức là vị trí tương đối so với cả tâm. Hiểu thế nào là vị chưa? Như vậy, tọa hướng tâm kỵ vị phương cực. Bây giờ còn khái niệm là trục. Trong một cái nhà thì có một cái vị trí được gọi là trục khí. Trong cái nhà có một cái trục gọi là trục khí của nhà. Cái trục khí của nhà là cái trục mà nó có chiều rộng bằng khoảng 10% cái diện tích mặt tiền nằm từ tọa đến hướng. Gọi là trục khí. Trục khí. Khoảng 10% diện tích
chiều rộng của nhà đi qua tâm, đi qua cái tâm nhà ấy, chiều rộng bằng khoảng 10% đi qua tâm từ tọa đến hướng gọi là trục khí của nhà. Và cái trục khí của nhà này thì tối kỵ đặt bể phốt vào trục, không thì cái địa khí nó sẽ bị hãm. Mình đang nói dưới đất ấy. Còn ở trên lầu ấy, thì tối kỵ đặt toilet vào trục này. Ở dưới đất thì tối kỵ đặt bể phốt với toilet. Bể phốt là cái bể ngầm ở bên dưới á. Ở dưới nhà nó có một cái bể nước đúng không ạ? Và một cái bể để đựng chất thải đúng không ạ? Nó gọi cái bể đấy là bể phốt. Ở đây gọi là bể gì ạ? À, hầm gầu, có một cái hầm gầu bên dưới á. Đúng không ạ? Có một cái bể là gọi là có một cái hầm gầu và một cái bể nước đúng không ạ? Thì tối kỵ đặt cái hầm gầu đó vào trong cái vị trí của cái trục khí của nhà. Bởi vì đặt như vậy thì các người trong nhà già thì cái lưng nó cứ còng dần và hay bị cái bệnh về xương sống lưng, và cái nhà đấy khí nó sẽ không vượng. Nhưng bây giờ trong trường hợp cái nhà mình có 3 mét mặt tiền thì làm nào? Mà xây cái nhà 4 tầng thì phải làm móng xả ra hai bên, mỗi bên 1 mét đúng không? Thì cái trục ở giữa còn có 1 mét thôi, thì chả làm ở giữa thì làm ở đâu? Thì trong trường hợp như vậy thì anh chị phải sử dụng cái đá thạch anh vụn ấy. Anh chị lót một lớp dưới đáy, rồi sau anh chị mới đổ cái hầm cầu lên trên. Xong rồi lúc mà chuẩn bị lát á, anh chị lấy một lớp thạch anh vụn, anh chị lát bên trên một lượt nữa, để anh chị bọc cái hầm cầu đấy trong một cái lớp thạch anh vụn, để anh chị giữ cho khí đỡ ô uế lên trên nhà và ô uế xuống dưới mạch và ô uế sang cả phần tọa và hướng nhà. Thạch anh ạ, đá thạch anh ạ. Lỡ làm rồi, nếu bây giờ lỡ làm rồi mà thấy không được vượng thì người ta thường người ta hay cậy một cái viên gạch ở giữa cái vị trí hầm cầu đó lên, xong người ta mới lấy một viên đá màu xanh lá cây hoặc là đá, người ta gọi là đá calcidon, trên đấy người khắc hữu thiên cương màu đỏ, lại chôn xuống lại đặt một cái viên gạch này lên. Để ngoài sân thì cũng không nên, nên để lệch trục ra. Bởi vì cái trục khí nó sẽ chạy xuyên suốt của nhà từ tọa đến hướng thông qua cả khu đất. Nên mình phải bỏ qua khái niệm trục. Như vậy là tâm hướng cực vị phương tọa thì đã được hướng dẫn anh chị chi tiết. Anh chị đã nắm cái phần này chưa ạ? Cái này thì phải sử dụng la bàn và thực hành. Rồi. Dạ. Lệch một tí cũng được, không sao mà. Đừng nằm giữa chính trục là được. Bên nó chật phải chịu, nhà mặt tiền 5 mét thì anh chị không có cách nào anh chị đặt mà nó lệch được á. Thì anh chị làm cái hầm cầu đấy nó rơi vào khoảng tầm 1m2 chiều rộng thôi. Anh chị cho chạy dài để không cho nó vào cái vị trí của cái trục khí là được. Bể nước thì không sao ạ. Cái hầm cầu thì mới sợ. Chữ thiên cương màu đỏ viết khắc bằng mực chu sa, chữ thiên cương ghi bằng chữ cho hắn. Dạ, còn cái trường hợp toilet, còn cái trường hợp của toilet ấy, nằm vào cái vị trí trục khí ấy, thì cách tốt nhất là đập cái toilet này đi. Cách số 2 là người ta lắp cái tay co thủy lực, cái tay khỉu để cửa nó vào ra nó tự đóng á. Người ta lắp để người ta để hãm cái cửa đấy, không cho nó mở ra mở vào nữa. Xong đó người ta đặt vào bên trong cái toilet đó một là 4 hoặc 8 quả trứng đá, hoặc là dùng cái bình thạch anh bảo bình thủy. Dùng bình thạch anh bảo bình thủy để dưới cái bồn nước của cái xả ấy, để sát dưới đất luôn. Chứ giả sử cái bồn ngồi như này là để sát dưới đất luôn, chứ không phải là để treo đặt lên gì cả. Rồi người ta cho nước vào trong cái bình bảo bình thủy đó, thì khi nào mà nước nó có váng hoặc nó chuyển sang màu vàng thì người ta lại đổ cái thạch anh vụn đấy ra, người ta lau sạch đi, xong người ta lại cho vào, lại đổ nước vào và người ta để sát xuống dưới nền và để tụt vào sau cái bồn cầu. Và cái bồn cầu đó phải giữ được cái sàn nó khô, thường xuyên khô, và ra vào anh chị phải đóng cửa lại. Bên ngoài cái đó anh chị có thể để một cái cây trầu bà mà chúng ta treo ở bên ngoài cửa,
để nó hóa giải cái khí của cái bồn cầu tại trục đi. Trên lầu vào trục cũng vậy, được chưa? Cái vị trí số 2 mà được gọi là thế nào gọi là cung bản mệnh. Trước hết, không cần biết ông tuổi gì, thì cái bản mệnh mà tôi được gọi, mà tôi hay gọi là bản mệnh ấy, nhưng mà thực ra đúng tên của nó gọi là cái toilet đặt vào phương càn. Ta đặt là vị trí của người đàn ông lớn trong nhà ấy, thì cũng hóa giải bằng cách trên. Cái việc thứ hai tức là nhà vệ sinh đặt thẳng vào tên của anh chị. Đặt thẳng vào tên, tức là đặt thẳng vào bản mệnh của anh chị. Thì tôi lại có một quan điểm bản mệnh nữa là như này. Anh tuổi Tý thì bản mệnh của anh ở Tý. Anh tuổi Sửu thì bản mệnh của anh ở Sửu. Nên bây giờ như cái nhà này mà tôi là tuổi Hợi chẳng hạn, mà tôi lại đặt cái toilet của tôi ở đúng cái vị trí chỗ này, thì đây là Tây Bắc mà, đây là phương Hợi. Như vậy là đang đặt thẳng cái toilet vào Hợi. Tức là tôi đặt thẳng vào mệnh tôi, đặt thẳng vào cái tuổi của tôi, hay đặt thẳng vào cái tên của tôi. Thì như vậy là không tốt. Như vậy là không tốt. Nên thành ra là khi thiết kế xây dựng nhà thì hoặc là trong nhà mà đang bị phạm cái trường hợp là toilet đặt vào mệnh, hay đặt vào tên, hay đặt vào tuổi của anh chị, thì anh chị cần phải hóa giải nó bằng cách là xử lý bằng phương pháp như tôi vừa nói. Lắp tay co để cửa ra vào thường xuyên đóng và làm gì nữa à, đặt đá vào bên trong, đặt bảo bình thủy vào bên trong, đặt một cái chầu bà bên ngoài và giữ cho sàn khô và hạn chế sử dụng. Còn hơn đập đi. Đúng mà, ít dùng. Nhà anh chị có 4-5 cái thì mình hạn chế được, có một cái thì cũng bó tay. Không quan tâm cái đấy. Cái quan tâm là cái cửa toilet nó ập thẳng vào bếp ấy, là cái sợ. Chứ còn cái cửa toilet quay đi đâu không quan trọng. Cái bồn cầu càng không quan trọng. Mình không cần quan tâm cái bồn cầu quay về đâu. Anh chị hiểu ý không mà? Mình quay về đâu để mình ngồi cho nó thuận là được. Đứng úp mặt vào tường là được. Đồng ý không mà? Quay về đâu ngồi cho nó thuận tiện, cho nó bố cục cái phòng đấy cho nó đẹp là được. Đúng không ạ? Chứ không nhất thiết là phải quay vào đâu cả. Bố cục nó rất khó cái bồn cầu. Tính trong ngôi nhà.